thùng phi luôn á má ơi à. Không để bạch tiết kìa trời. Ê có ai có đôi dép? Cái muỗng đôi dép mà hồn. Để ra bạch tiết. Hot girl quận Cam. Đưa tay lên như thế này giúp cho mình. Hello. Đúng rồi. Say hello. Chào bé đây nhân. Bé có khỏe không? Bé còn lâu đó à. Em còn làm ở đó không vậy ta? Chỉ khỏe nhưng không đi chơi. Lắc lắc cái đầu. Lại chìm há cứu tôi cho thỏa cơn nghiền. Còn đây em trai cứu tôi tên Ngọc Bánh Tráng. Tụi tôi đang ở quận Tam. Cái này quen rồi. Ông không có lắc cái tay cho để cái này lắc thì ông mới lắc hiểu không? Cái tay nó lắc đi đâu rồi lắc cái đó. Không có tay cái nào. Cái nào em đi luôn. Mặt có bắt em không? Không bắt đầu là ta giữ giữ em nè. Phải không? Này. Cái cầm cái máy nó đi vô luôn hả? Ừ. Nè, xong này lúc ấy lúc hai đứa quận Cam lúc đang hai đứa nè. Hai đứa. Rồi, 10 con 6. Bữa bạn đang có nhớ tuần nào? Nhắn xuống. 10 con 6. Rồi vô. Rồi. Sao đi luôn á. Có lại không nè. Đây bác. Đây. Rồi này có nhà luôn nó cũng nhà. Hai con mẹ. Xoay ngang. Nó không giống cái lời không? Nó trời trời hại. Nó như một con bị bệnh đau. Cái chân tóc cái này nó lòi cái chân giả ra nè. Có con nhỏ này cũng được mà. Ừ. Bên trái lấy cái tay chỉ người tôi. Tay lấy cái tay nhiều hơn. Bên trái để lấy cái tay tới ơi, luôn giữ cái tay lúc đầu đã. Lúc sau không sao cũng được. Né ra luôn không? Rồi, chuẩn bị. Nhát. Nhát. Hai bà kia làm gì ạ? Rồi 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 rồi. Chơi. Cho thỏa cơn nghiền.
còn này em gái của tôi tên là Thanh Trang, tuổi tôi lớn ở quận Trang, thành miền Nam nhớ tôi không nào. Đã đơ luôn. Nó diễn cái gì mà nó tán ở trong đầu trong cổ người ta văng vô trong vi à. Cầm sao nó nãy chị cầm sao cầm mấy vậy giùm em nha. Rồi chơi. Hot girl quận rồi mấy. Nghe. Dạo này mọi người cũng làm ở đó không ta? Mình cũng rất khỏe. Bữa nay không đi chơi nên bật online hát tô tô. Hát rồi tốt rồi, chuyển. À kìa à, con Luna ơi, cái đồ của đồ bơi cho nó cái quần vô kìa để nó lỡ chuồng kìa, ghê quá hả? À. Tao đang quay mà. Ôi trời ơi. Anh nói là cái bà kia nhỏ quá, hai đứa em khỏi. Vậy? Hả? Anh nói cho ghê quá hả? Còn độn vú nữa chứ. Đâu cần độn đâu, đâu quay thấy đâu mà độn.